Nhận được tin bố mất qua điện thoại, trong lòng Trung úy Nguyễn Đình Thông, đội trưởng đội chủ trang, đồn biên phòng Thạnh Trị, bộ đội biên phòng Long An đau như cắt. Nhưng vì nhiệm vụ công tác, Trung úy Thông nén nỗi đau vào trong và hướng về quê hương gặp đầu tiễn biệt người bố đáng kính của mình. Ngay khi biết được tin, bố của Thông qua đời tại quê nhà xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng Long An cũng như các lực lượng đang làm nhiệm vụ chống dịch trên tuyến biên giới này, không ai là không khỏi thương xót. Trước sự việc đau thương này, được sự đồng ý của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Thạnh Trị đã giúp Thông lập bàn thờ giọng ngay trước chốt kiểm soát mà Thông cùng 5 cán bộ chiến sĩ khác đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Thông thắp nén hương tiễn biệt bố, cũng như để những người đồng đội thắp nén nhang tiễn biệt người thân của đồng chí, đồng đội mình. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương cũng đến chia buồn và động viên đồng chí. Với truyền thống gia đình cách mạng, tinh thần trách nhiệm cao, Trung úy Thông đã biến đau thương thành hành động khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Đây là tấm gương về tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh cao cả của đồng chí Thông trong lúc chống dịch, qua đó góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của lực lượng bộ đội biên phòng nói chung và bộ đội biên phòng Long An nói riêng.